Wow, hôm nay Trang diện một bộ áo dài trông rất là xinh. Và không biết là đây là bộ áo dài em sẽ diện trong dịp Tết đúng không Trang? Đúng rồi anh Sơn ạ. Em mới mua bộ áo dài của Gen Việt Jean. Mà bật mí với anh Sơn nha, Gen Việt Jean vừa mới cho ra mắt bộ sưu tập Em and Jean để chào đón Xuân Tân Sửu với những mẫu áo dài tuyệt đẹp, độc đáo, cá tính và thời thượng. Ngày hôm qua thì em đi mua và có thấy một bộ áo dài nam tuyệt đẹp, chợt nghĩ ngay tới người anh thân thiết hay ngồi dẫn chung với mình. Thế nên là ngày hôm nay em đã quyết định mang tới tặng anh Sơn đây. Ồ thế à? Ôi cảm ơn em, một món quà rất là ý nghĩa. Và anh cũng rất là thích diện những bộ áo dài trong dịp Tết. Bởi vì khi mà diện những bộ áo dài thì mình sẽ cảm nhận được không khí Tết đang về rất là gần. Và bên cạnh đấy thì đây cũng là một nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Và không biết là Diệp Trang có thể giới thiệu rõ thêm cho anh cũng như quý vị khán giả được biết về bộ sưu tập Em and Jean của thương hiệu Gen Việt Jean được không? Tất nhiên rồi, và để cho anh Sơn cũng như là quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về bộ sưu tập áo dài Em and Jean cùng với thương hiệu Gen Việt Jean thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video ngắn ngay sau đây. Trải qua hành trình 10 năm phát triển trên thị trường, thương hiệu Gen Việt Jean luôn được người tiêu dùng biết tới với những sản phẩm jean chất lượng. Đặc biệt đón xuân 2021, Gen Việt Jean chính thức tung ra bộ sưu tập áo dài mang tên Em and Jean. Những mẫu áo dài jean được tạo nên từ những tấm vải jean và denim được tuyển chọn kỹ càng, họa tiết nhẹ nhàng phù hợp với hình ảnh dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, góp phần truyền tải thông điệp sự bay bổng đến từ chất liệu thô cứng. Vải jean hoa vốn có sức hút riêng, một kiểu vải vốn không ai nghĩ sẽ được sử dụng để làm áo dài. Tuy không lộ là thất tha như những loại vải vốn được dùng để may áo dài khác, nhưng vải jean luôn đem đến cho những mẫu áo dài một vẻ mới lạ, năng động và thoải mái. Chính sự khác biệt đến từ chất liệu jean và denim, bộ sưu tập áo dài Em and Jean truyền tải tinh thần năng động, mới mẻ, đi cùng nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, tôn vinh những vẻ đẹp truyền thống, đan xen cùng với vẻ đẹp hiện đại ngày nay. Wow, cực đẹp luôn! Mà đúng là áo dài đến từ Gen Việt Jean có khác. Anh Sơn cảm thấy chất liệu cũng như là kiểu dáng của áo dài Gen Việt Jean như thế nào? Anh rất là thích bộ áo dài này bởi vì sờ vào vải của nó thì rất là mềm mịn. Đây là một cái sản phẩm mà từng đường kim mũi chỉ thì thiết kế rất là sang trọng, tinh tế. Mặc lên thì tôn dáng người mặc và đứng form và mang đậm hơi thở hiện đại trong từng nét thiết kế. Và không biết là anh có thể xem và mua những bộ áo dài của Gen Việt Jean ở đâu Diệp Trang nhỉ? Hiện nay những mẫu áo dài của bộ sưu tập Em and Jean đã được bày bán tại các kênh mua sắm online và hệ thống cửa hàng thời trang Gen Việt Jean trên toàn quốc. Anh Sơn cũng như quý vị khán giả có thể truy cập vào fanpage Gen Việt Jean hoặc website genviet.com để tham khảo những sản phẩm mới đến từ Gen Việt Jean nhé. Và hy vọng những thông tin vừa rồi đã cung cấp cho anh Sơn cũng như là quý vị khán giả về một thương hiệu thời trang uy tín chất lượng và những mẫu áo dài độc đáo mới lạ trong bộ sưu tập Em and Jean tới từ thương hiệu Gen Việt Jean. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Đừng quên gặp lại chúng tôi trong những số tiếp theo của chương trình Mua Gì Tết Này để không bỏ lỡ những điều thú vị trong dịp Tết đến xuân về. Có Mua Gì Tết Này. Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.